Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ thiết lập sự hiện diện quân đội tại Somalia trong vòng 2 năm tới nhằm hỗ trợ chính quyền Mogadishu trong những hoạt động chống khủng bố. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi hai nước ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng và kinh tế. Trước đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kế hoạch triển khai tới Somalia trong vòng 2 năm. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhóm phiến quân Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang liên tục thực hiện những vụ tấn công chết người tại nhiều khu vực trên đất nước. Phong trào này đã nổi dậy trong gần 2 thập kỷ qua nhằm lật đổ chính quyền trung ương Somalia. Mặc dù các lực lượng của chính phủ và bộ tộc đã giành lại quyền kiểm soát ở miền trung Somalia trong chiến dịch quân sự với sự hỗ trợ của lực lượng Liên minh châu Phi và các cuộc không kích của Mỹ, song tình hình tại Somalia vẫn diễn ra bất ổn khi Al-Shabaab liên tục thực hiện những vụ tấn công khủng bố vào những lực lượng chính phủ khiến nhiều dân thường thiệt mạng.